Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Đã hơn 10 ngày kể từ khi luật an ninh mạng chính thức được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Thế nhưng cho đến nay, trên mạng xã hội và một số trang web vốn dĩ lâu nay luôn tung ra những bài viết có ý đồ xấu, vẫn tiếp tục cố tình suy diễn mục đích và một số quy định của luật này. Từ một luật có mục đích bảo vệ tối đa sự an toàn trên không gian mạng, cũng như lợi ích hợp pháp chính đáng của cá nhân tổ chức, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, thì nay các thế lực thù địch lại ra sức suy diễn về cái gọi là vi phạm tự do ngôn luận hoặc vi phạm bí mật cá nhân, doanh nghiệp và vẫn không ngừng kích động người dân phản đối thực thi luật này. Và chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu chính xác những quy định của luật an ninh mạng, những hành vi bị cấm, đồng thời chỉ rõ những điểm đã bị cố tình xuyên tạc, suy diễn, cũng như mục đích, động cơ của các đối tượng đang tìm cách chống lại luật này. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu vì sao phải có sự ra đời của luật an ninh mạng. Hơn 4.000 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam. Khoảng 637.400 máy tính bị kiểm soát nằm trong mạng máy tính bị nhiễm mã độc. Đây là những con số thống kê chỉ riêng trong 5 tháng đầu năm 2018. Thêm vào đó, lỗ hổng mất an toàn ngày càng nguy hiểm với khoảng hơn 300% một năm. Điều này đòi hỏi phải có một công cụ phòng chống tấn công mạng và phải có hệ thống pháp luật cụ thể, rõ ràng, đủ điều kiện triển khai các biện pháp pháp lý và hợp tác quốc tế. Không gian mạng nói chung và những hệ thống mạng hay là hệ thống thông tin hoặc là cơ sở tầng mạng thì nó sẽ có rất nhiều nguy cơ. Và khi công nghệ thông tin càng phát triển thì nguy cơ này càng lớn. Nên cho nên là theo tôi, cái nhu cầu đặt ra là phải tăng cường các cái giải pháp an ninh mạng là điều rất cần thiết. Không chỉ đối mặt với nguy cơ tấn công mạng, mà chính những cá nhân tham gia mạng xã hội cũng có thể là những nạn nhân của cuộc sống ảo này. Một nữ sinh tại Đà Nẵng tự tử bởi những bài đăng trên trang fanpage Bộ Mặt Thật đã bịa ra nội dung xuyên tạc cho rằng nữ sinh này có con khi đang học, thái độ kênh kiệu, chảnh chọe, không hòa đồng. Lan truyền những cái tư tưởng không tốt về một người khác cho nhiều người xung quanh thì thực sự đấy là một điều rất là tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người mà bị bịa chuyện kia. Kẻ mà vu khống như thế phải ra ngoài pháp luật, phải làm như thế nào đấy, chứ không phải là cứ đứng ở trong bóng tối để làm hại những người tốt, những người vô tội. Và không dừng lại ở việc gây phương hại đến cá nhân, mạng xã hội thời gian qua còn được tận dụng để phát tán những tin đồn thất thiệt, tạo dư luận xấu. Nhiều đối tượng xấu phản động đã tạo ra nhiều tài khoản trang mạng xã hội nhằm tổ chức hoạt động, cấu kết, xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo người dân. Nghiêm trọng hơn, họ còn lập những tài khoản mang tên, hình ảnh lãnh đạo hay tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, dẫn đến có những bình luận bàn tán sai lệch. Các cái lời kêu gọi ở trên mạng thì là thường xuyên được nghe thấy và đọc được. Các thông tin đấy là thường là ở trên các cái mạng xã hội như Facebook là nhiều nhất. Với tất cả những thực trạng trên, việc ra đời luật an ninh mạng là tất yếu. Nhiều cá nhân cũng bị xúc phạm, nhưng mà không có một cái phạm vi điều chỉnh nào để giải quyết vấn đề này. Có phạm vi điều chỉnh thì những người định xúc phạm người khác thì nhớ rằng hành vi đó bị cấm thì họ sẽ không tham gia nữa. Và nếu như ai có cố tình vượt qua cái phạm vi điều chỉnh này thì pháp luật sẽ xử lý ở cái luật an ninh mạng, và nếu nặng thì theo xử lý theo luật hành chính, mà nếu nặng hơn nữa, nghiêm trọng thì và đặc biệt nghiêm trọng thì xử lý theo luật hình sự. Một trong những nội dung quan trọng trong luật an ninh mạng đấy là những quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm sử dụng trên không gian mạng. Đây là các hành vi được cụ thể hóa từ Bộ luật hình sự. Việc quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm này là điều cần thiết. Bởi thời gian qua, tình trạng tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục, xuyên tạc, mạo danh cá nhân tổ chức, doanh nghiệp nhằm bôi xấu, trục lợi, hay việc bịa đặt những thông tin sai sự thật, thực hiện các cuộc tấn công mạng, khủng bố mạng và rất nhiều những hành vi khác đang có chiều hướng gia tăng nhanh chóng, đã gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, khó khăn cho các hoạt động cơ quan doanh nghiệp nhà nước. Vậy những hành vi bị cấm là gì? Mời quý vị và các đồng chí theo dõi ngay sau đây. Luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua gồm 7 chương, 43 điều, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Trong đó, những hành vi sau sẽ bị nghiêm cấm trên không gian mạng: tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo,
huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. Thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng, tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật, làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng, lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi. Những hành vi bị cấm đã được nêu rõ ràng trong luật an ninh mạng và luật này cũng đã được đăng tải công khai trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng sau khi luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua, vẫn có nhiều đối tượng cố tình xuyên tạc, làm sai lệch nội dung, các quy định trong luật an ninh mạng, nhằm mục đích tạo dư luận để người dân hiểu sai về dự luật này. Họ đã xuyên tạc những gì, mục đích là gì và sự thật ra sao? Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự sau. Trước khi Quốc hội chính thức thông qua luật an ninh mạng, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết với nội dung tuyên truyền xuyên tạc dự luật này, cho rằng luật an ninh mạng tước đi quyền được nói trên mạng xã hội, bịt miệng dân chủ, đàn áp người bất đồng chính kiến. Điều này khiến nhiều người lo ngại về khả năng lộ lọt thông tin và mọi tài khoản cá nhân sẽ bị giám sát. Tất cả những lập luận xuyên tạc này đứng sau là âm mưu của một số phần tử chống đối, lo sợ rằng sẽ bị tước bỏ điều kiện hoạt động và bị pháp luật xử lý bởi nội dung các hành vi bị nghiêm cấm đã được luật an ninh mạng quy định. Cái việc ban hành cái luật này không nhằm cản trở cái quyền tự do báo chí, quyền tự do hợp pháp, quyền hợp pháp của tổ chức cá nhân trên không gian mạng, mà chính là tạo ra một cơ chế pháp lý để bảo vệ cái quyền lợi ích đấy để không bị xâm phạm. Luật này là đảm bảo sự hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Có thể nói đây là một cái điểm rất mới mà phạm vi điều chỉnh của luật đưa ra, nhằm không những chỉ bảo vệ an ninh quốc gia, không những chỉ là giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mà bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, trong đó có cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet, trong đó có cả người dân hoặc sử dụng không gian mạng, và đặc biệt là bảo vệ quyền trẻ em sử dụng trên không gian mạng. Chẳng những cố tình xuyên tạc về quyền tự do ngôn luận, quyền tự do cá nhân, một số bài viết trên mạng xã hội còn cho rằng việc ra đời luật an ninh mạng sẽ làm mất cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam trong cuộc cách mạng 4.0, làm giảm GDP và thậm chí Việt Nam có thể bị tụt hậu nếu luật an ninh mạng được thông qua. Nhưng thực tế, tại nhiều quốc gia phát triển hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ hay Đức, luật an ninh mạng đã ra đời từ lâu và họ vẫn luôn là những cường quốc về kinh tế, công nghệ thông tin, chứ không hề tụt hậu như những gì mà các đối tượng xấu đang áp đặt tại Việt Nam. Rõ ràng là luật an ninh mạng là cần thiết, bởi vì nước Mỹ đã có rồi, đã có từ lâu rồi, và có rất tốt rồi, có cả luật liên bang và luật tiểu bang. Nước Đức 2014 họ cũng đã có rồi và họ làm rất tốt, họ đi đầu châu Âu. Và gần đây một loạt các nước khác, thậm chí Liên Hợp Quốc cũng đã tổ chức những cái hội nghị về an ninh mạng. Thái Lan cũng có những cái luật mà bắt buộc phải gỡ bỏ những cái fake, những cái tài khoản nào mà nói xấu hoàng gia hoặc là gây an ninh quốc gia, vân vân. Tức là thế giới đã có những cái đối tượng không thân thiện đó, thì họ suy diễn, họ bỏ qua những cái ví dụ của nước Mỹ, của nước Đức, của các nước khác, mà họ chỉ lấy của Việt Nam, coi như Việt Nam như một hiện tượng cá biệt.
Thế thì trong tuyên truyền chúng ta phải đưa ra một cái xu hướng chung, đó là chúng ta cũng giống như là Mỹ, cũng giống như là Đức, học tập kinh nghiệm của họ, đưa những cái quy định ở các luật khác vào trong luật an ninh mạng, đồng thời quy định trách nhiệm rõ ràng hơn, định nghĩa đầy đủ hơn. Và nó như vậy thôi, để đảm bảo cái lợi ích quốc gia, an toàn xã hội cộng với lợi ích hợp pháp của người dân và các tổ chức. Chứ chúng ta không có cái sự méo mó bóp méo quyền công luận hoặc là tự do Internet như là ai đó áp đặt cho chúng ta. Việc cố tình diễn giải sai để người dân bất bình với luật an ninh mạng là điều có thể lý giải được, vì nó luôn nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch vẫn luôn cố đeo bám, nhằm làm suy giảm niềm tin và đẩy người dân về phía đối lập với Đảng, với chế độ. Những người do thiếu hiểu biết hoặc tìm hiểu chưa kỹ hoặc nhẹ dạ cả tin đã bị họ dụ dỗ, lôi kéo, trở thành công cụ cho các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta. Song không phải ai cũng dễ dàng bị lừa gạt. Chính trên mạng xã hội đã có những bài viết của nhiều người dân phản bác lại những quan điểm sai trái nêu trên. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi. Đối lập với những bài viết mang tính chất tiêu cực, đã và đang có rất nhiều bài viết phản bác những luận điệu xuyên tạc sai trái về luật an ninh mạng. Trên một trang Facebook đã chỉ ra một số nội dung cần hiểu đúng về luật an ninh mạng như: Việt Nam không phải là nước đầu tiên trên thế giới yêu cầu phải đặt máy chủ lưu trữ dữ liệu người dùng trong nước, hay thông tin người dùng chỉ được cung cấp nếu phục vụ cho công tác điều tra. Bạn không làm gì sai, không ai lấy thông tin của bạn. Facebooker này cũng cho rằng luật an ninh mạng không cấm người dùng Facebook và không cấm quan điểm, phát ngôn, nhưng phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Và nếu bị ai đó bôi nhọ, nói xấu, thì chính bạn đã có luật pháp bảo vệ. Vì vậy, việc quy định về hành vi bị nghiêm cấm là cơ sở pháp lý để người sử dụng trên không gian mạng được tôn trọng và bảo vệ. Đưa cái an ninh mạng vào mình nên thì nên, bởi vì nó chắt lọc ra những cái thông tin nào nó chính xác, cái chuẩn thì mình đưa ra để cho công chúng người ta biết. Còn có những cái thông tin nào mà nó sai sự thật hoặc là nó không có tốt cho cái nền an ninh của nước nhà mình, nếu mà những cái thông tin mà nó tràn lan, sau đó thì những cái thanh thiếu niên hoặc những cái người mà không hiểu biết ấy, người ta tin tưởng vào cái chuyện đấy là rất có hại. Những cái điều luật của an ninh mạng đó, trước hết là nó tuân thủ cái quy định quốc tế, tuân thủ những cái điều luật quốc tế mà Việt Nam là tham gia. Thứ hai á, là nó bảo đảm cái sự minh bạch cho cái mạng Internet. Nó hạn chế những cái tình trạng là ném đá dụng tay, những cái hành vi mà vô trách nhiệm đối với trên mạng Internet. Đây là những cái điều mà không phải Việt Nam mà rất là nhiều cái nước khác trên thế giới họ cũng đưa ra để họ đặt ra họ xử lý. Với tất cả những thông tin chúng tôi đã đưa ra trong chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay, có thể thấy một sự thật rõ ràng là luật an ninh mạng không cấm mọi người tiếp cận thông tin, cũng không tước đi quyền tự do ngôn luận của mọi người, mà mục đích cuối cùng của luật là bảo vệ người dân trước những thông tin xuyên tạc sai trái, bảo vệ chế độ vì lợi ích quốc gia, dân tộc và sự ổn định của xã hội. Chỉ có những phần tử xấu thường xuyên đăng tải những thông tin độc hại, bịa đặt với mưu đồ chính trị đen tối mới lo sợ trước hiệu lực của luật an ninh mạng. Và để thay cho lời kết, chúng tôi mời quý vị và các đồng chí lắng nghe phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về luật an ninh mạng trong cuộc tiếp xúc cử tri mới đây tại Hà Nội. Trên thế giới này rất nhiều nước người ta ban hành cái luật an ninh mạng. Trong tình hình bây giờ, cách mạng công nghiệp 4.0 có mặt tích cực, khoa học công nghệ cao phát triển, nhưng có mặt khác là nó cái mạng bây giờ là phổ biến hết, quản lý rất khó. Nước nào thế rồi, nó xuyên qua đây để tuyên truyền kích động biểu tình, gây rối biểu tình đường phố, làm cách mạng màu, lật đổ chính quyền. Chúng ta phải có luật này để bảo vệ cái chế độ này chứ, hay là cứ để cho nó muốn nói gì nói, muốn chửi ai thì chửi, xuyên tạc đủ đường, để cái mạng nó nguy hiểm chỗ đó. Còn mà chúng ta khai thác phát huy tối đa cái ưu thế của công nghiệp hiện đại này, thông tin rất nhanh, rất rộng, thì một mặt lợi thì rất lợi, nhưng mà nguy hiểm, nếu không cảnh giác thì cũng rất là nguy hiểm. Thế cho nên phải có cái luật để bảo vệ an ninh của chúng ta, bảo vệ an ninh mạng, và bảo vệ cái quyền lợi của nhân dân ta. Hiện nay,